Xin chào các bạn đến với kênh video của công ty Vinacom. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đó là sản phẩm máy sạch cỏ Oshima với model là 1E44S. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem chiếc máy này như thế nào nhé. Máy sạch cỏ Oshima có ưu điểm là làm sạch cỏ tận gốc, băm mát cỏ và lau khô trong vườn. Máy có khả năng đảo phân trong bồn cà phê mà không cần cào bồn. Máy sạch cỏ có thể đào xới đất tùy nhu cầu của người sử dụng. Máy có công suất là 1.820W, tốc độ không tải là 2.800-3.200 vòng trên 1 phút, tốc độ tối đa là 7.200 vòng trên 1 phút. Dung tích xi lanh 52cc, sử dụng xăng pha nhớt theo tỷ lệ 25:1, dung tích bình xăng 1.2 lít, khởi động bằng hệ thống trục giật. Bộ phụ kiện đi theo máy thì gồm có bộ dụng cụ đồ nghề, mắt kính, lọc xăng, phễu chân xăng, bình pha và sách hướng dẫn sử dụng. Máy sạch cỏ Oshima 1E44S có độ bền cao với nhiều ưu điểm vượt trội như tay giật cao su lớn, dễ giật, dễ khởi động hơn, lọc gió kín giúp lọc không khí sạch hơn, thiết kế của áo động cơ mới chắc chắn, ôm chặt động cơ, an toàn cho người sử dụng trực tiếp. Máy sử dụng xăng pha nhớt theo tỷ lệ 25:1, dung tích của bình xăng là 1.2 lít, giúp tiết kiệm năng lượng cũng như duy trì thời gian sử dụng lâu dài hơn. Sự đa năng của máy cắt cỏ Oshima này chính là khả năng lắp ráp được các phụ kiện đi kèm để bạn có thể sử dụng được nhiều công việc làm vườn khác nhau như xới đất, tạo bờ cỏ, bơm nước, cắt cỏ, tỉa cành, thổi lá, quét rác, cắt cành tầm cao, hái hạt. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay cho chúng tôi để đặt hàng sản phẩm qua số hotline 0988 397 33. Mọi thắc mắc các bạn hãy để lại comment bên dưới video. Đừng quên theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hữu ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.